Tháng 8 năm 1930, chi bộ Cửu Lợi, một chi bộ cộng sản đầu tiên của huyện Hoài Nhơn được thành lập. Chi bộ gồm 5 người do đồng chí Nguyễn Trăng làm bí thư. Sau khi thành lập, chi bộ đã vạch ra một chương trình hành động cụ thể.